Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện bán lược cho sư. Xin chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Lò Khởi Nghiệp. Mình là Michael. Cái câu chuyện nó rất là hay các bạn. Ông nhà sư thì ông đâu có tóc, thì làm sao mà bán lược cho nhà sư đây? Các bạn thấy có cái đọc mở đầu câu chuyện mới thấy hay rồi đúng không? Thì bây giờ mời các bạn vào nghe mình chia sẻ nha. Câu chuyện nó diễn ra vào ngày nãy ngày nay, chứ không phải ngày xưa nữa các bạn. Và trong một cái công ty nọ, thì ông giám đốc ông mới nói với ba người nhân viên của ông là: bây giờ tôi đề nghị ba anh hãy đi lên chùa bán cái đống lược này cho nhà sư đi. Tại vì tôi thấy ba anh dạo này làm việc không có tốt. Nếu mà anh làm được, ai bán được hết cái đống lược này, ông đưa cho lúc đó là khoảng 1.000 cây lược. Cái cây lược này là những cái việc mà tôi thấy là nó còn sót lại, những cái đơn hàng này còn sót lại của công ty. Lược này nhập từ Hàn Quốc về, và tôi hy vọng các anh bán cho tốt. Nếu mà anh bán không tốt thì anh sẵn sàng chuẩn bị cuốn gói ra đi đi. Rồi, thì ba anh này không còn cách nào khác, không còn sự lựa chọn, bắt buộc phải khăn gói ra đi, đi lên chùa. Anh thứ nhất chạy thẳng lên chùa, chạy vào chùa gặp thầy chủ trì, nói: thầy ơi, mua lược giùm con. Bị ông thầy chủ trì chửi cho một trận, xong rồi chạy đi vòng vòng ra hỏi thí chủ mua lược không. Ai cũng đi lên chùa, rồi xong hỏi mấy ông thầy chú tiểu và mấy ông thầy tu xung quanh coi có mua lược không. Cuối cùng không ai mua lược hết, đứng ở trước chùa khóc hu 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 hu. Không có bụt nào xuất hiện á, rất tiếc các bạn. Và có một chú tiểu đi về, đi lên rừng đốn củi về, thấy anh này anh khóc với chú tiểu, hỏi: ủa tại sao anh khóc vậy? Thì anh này nói: tôi bán lược mà không có ai mua hết. Thì cái anh chú tiểu, anh này nói: chú tiểu mua giùm tôi cái lược đi. Cái chú tiểu này nói: vậy cái lược nhiêu tiền? Cái lượng này có 1 đồng thôi. Cái chú tiểu nó được tôi mua 1 cây lượng. Cái xong anh này cũng nói: ủa chú tiểu có tóc không? Không có tóc gì, chú tiểu mua làm chi? Cái chú tiểu này nói: tôi mua về để tôi tặng mẹ tôi, mẹ tôi ở dưới chân núi nè, cuối tuần tôi đem về tôi tặng mẹ tôi. Rồi cuối cùng anh thứ nhất lên chùa bán lược, kết quả là bán được 1 cây lược. Rồi sau đó anh này đi về báo với lại ông giám đốc, bán được 1 cây lược. Giám đốc nói là: thôi anh cũng có đi về đi. Rồi xong. Anh thứ hai khá hơn anh thứ nhất chút xíu, đi lên chùa không có nhào vô gặp nhà sư liền, đi vòng vòng xung quanh xem xét tình hình chiến trận như thế nào, rồi đi coi chùa có bao nhiêu người lên thắp hương, rồi coi cái lượng người lên cúng dường như thế nào, rồi đi vòng vòng coi ở chùa có bao nhiêu lư hương. Rồi thì anh này phát hiện ra ở chùa có khoảng 10 cái lư hương, và lư hương lớn á, rồi có những cái lư hương nhỏ nữa. Rồi sau đó anh này với mạnh dạn đi vào gặp thầy trụ trì, nói với thầy trụ trì: dạ bạch thầy ạ, cái thầy trụ trì, anh đến đây gặp tôi có chuyện gì? Thì anh này nói: dạ con thưa với thầy, thì con thấy như thế này, ở trong chùa mình có khoảng 10 cái lư hương lớn, khi mà những cái vị thí chủ, những cái người Phật tử đi về mà viếng Phật á, mà đầu tóc người ta không được gọn gàng, không được nghiêm trang, thì sẽ là bất kính với lại Phật. Thì bây giờ con đề nghị như thế này: bây giờ hãy để 1 cây lược, hoặc là 2 cây lược, hoặc là 3 hay 4 cây gì đó ở những cái lư hương lớn á, mình để 1 cái kệ nhỏ nhỏ đó. Khi mà thí chủ, mà những cái người mà Phật tử người ta đến, người ta cúng dường và đến thắp hương cho Phật, thì họ chải tóc lại coi như là nghiêm trang để lễ Phật, như vậy thì con thấy nó thành kính hơn. Cái ông chủ trì cũng nói: ôi cái ý này cũng hay ha, anh này thông minh à. Được rồi, thôi bây giờ ta lấy mỗi cái tượng đó, cái lư hương đó là 2 cái thôi, không lấy nhiều quá, coi người ta có sử dụng không, có tốt hay không rồi lấy tiếp. Rồi bây giờ chùa có mỗi cái 2 cái lược, thì chùa có 10 cái lư hương thì anh để đó cho tôi 20 cái. Rồi cảm ơn anh nha. Rồi bao nhiêu một một một
cái lược, nói một đồng một cái sư phụ. Rồi nói sư phụ lấy thêm đi, lấy có 20 cái rồi mới mốt rồi con đi về rồi cũng không có lấy. Nó thôi thôi lấy 20 cái thôi, không lấy nhiều. Rồi ok, đây là 20 đồng tôi trả anh, rồi anh đi ra chỗ đó anh để cho tôi mỗi cái hai, mỗi cái lư hương hai cái lược nha. Rồi anh này lủi thủi ra về, rồi cảm ơn sư phụ. Rồi đi về bán được 20 cây lược, về báo cáo với sếp. Sếp ơi, em bán được có 20 cái à, em đã cố gắng hết sức rồi, sếp đừng có đuổi em nha. Cái ông sếp này nói thôi dẹp, bán được 20 cái à, còn lại gần cả ngàn cái ai bán. Rồi đến anh chàng thứ ba lên đường ra trận. Rồi anh này nhìn thấy thấy không biết làm sao đi, trời sao mà tôi lên tôi bán được đây. Bắt đầu đi lên, ảnh quần tới quần lui, ảnh quần xuôi quần ngược, anh đi vòng vòng chùa cũng giống như anh thứ hai. Thì anh rút kinh nghiệm của hai anh rồi, thì anh lên anh nhìn tới nhìn lui, anh nói rồi trong chùa này ai viết thư pháp đẹp dữ vậy trời, nhìn thư pháp tới nhìn thư pháp lui. Thôi bắt đầu anh nhìn kỹ, cái bắt đầu anh đi hỏi những chú tiểu, đi hỏi nói chú tiểu ơi ở trong chùa này sao ai viết thư pháp đẹp quá vậy chú tiểu. Thế xong chú tiểu nói sư phụ á, trụ trì ở chùa này viết á, thầy viết thư pháp rất là đẹp, và anh không những thầy viết thư pháp đâu, những cái mà chữ của chữ Phật ở đằng sau á, là sư là trụ trì viết hết, và thậm chí những cái lư hương á, trụ trì cũng vẽ lên trên đó luôn, mấy cái chữ Phật ở trên đó là trụ trì làm hết. Rồi xong anh này đi lang thang vô trong những cái mà tàn kinh cát đó, đi vô đó coi những cái nét chữ đó, coi coi phải giống sư phụ viết không. Ở đi vô thấy những cái kinh rồi cổ, rồi có những cái mà bút tích của thầy trụ trì viết trong những cái cuốn đó trên gỗ tre đó, cái tre đó các bạn. Rồi cái anh này mới nghĩ ra một ý, chùa này khá là rộng, người ta đi cúng dường khá là nhiều, Phật tử về cũng khá là nhiều. Mình thấy ngày hôm nay là ngày thường mà người ta lên người ta viếng Phật và người ta thắp hương rất là đông, có nghĩa là khi mà thứ bảy chủ nhật nó càng đông nữa, và vào dịp lễ Phật hoặc là Tết nhất hoặc là tới một năm tháng năm, Tết Đoan Ngọ hoặc là Tết Tây nó càng rất là đông luôn. Thì bây giờ mình sẽ nghĩ tới một cái là được rồi, ý này hay rồi, mình có trong đầu mình cái ý này để mình bán rồi. Rồi ok, ý gì đây? Rồi bây giờ anh này anh chạy vô anh thưa với lại chủ trì, dạ bạch thầy ạ. Rồi thầy chủ trì nói anh tìm ta có chuyện gì, thì cứ mời thầy ra đây ngồi con thưa chuyện, con hầu chuyện. Có chuyện gì nói mau đi. Con thấy ở nhà chùa này á có rất là nhiều bức tranh thư pháp rất là đẹp, có phải của thầy viết không? À, đúng rồi ta viết. Rồi công nhận nha, thầy có cái tay viết bút thư pháp thiệt tuyệt vời luôn á. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ con chưa có thấy ai mà viết thư pháp đẹp như vậy luôn á. Con đã đi nhiều nơi rồi đó, con đã đi nhiều nơi đến nhiều chùa rồi, nhưng mà con chưa thấy cái sư thư pháp nào mà như rồng bay phượng múa như vậy hết nha sư phụ. Thầy cứ cười một cái, nói con cậu có biết gì về thư pháp không, cậu nói vậy. Cái bắt đầu chém gió, bắt đầu nói con cũng biết sơ sơ thôi. Rồi vậy chứ thầy hỏi chứ hôm nay lên đây gặp tôi muốn làm cái gì, nói đi tôi biết anh có ý gì mà mới đi ra gặp tôi chứ không phải khen tôi biết đâu. Cái anh này mới cười cười mới nói là dạ không giấu gì thầy, con thấy là có rất là nhiều Phật tử về chùa để mà thành tâm để mà cúng Phật rồi thắp hương để mà dâng lên Phật những cái tấm lòng, và thường thường là cúng dường cho nhà chùa để nhà chùa có kinh phí để nhà chùa hoạt động, và nhiều khi á, là người ta ở lại người ta làm công hốt quả nữa. Nhưng mà con thấy có một điều là con để ý á, mấy tiếng từ sáng tới giờ con ở lại, con ở trong chùa con coi coi mình có cái gì để mình tặng cho những cái người Phật tử đó hay không, để những người Phật tử đó người ta lấy cái đó đó, lấy cái món quà đó đó, ngày nào người ta cũng đem ra họ nhìn thấy cái món quà đó coi như là thấy Phật đó, hoặc là người thấy cái món quà đó là coi như thấy cái giống như cái chùa của mình ở trong tâm họ, khi mà họ thấy vậy là giống như thấy Phật, và giống như người ta thấy như vậy giống như thấy có trụ trì ở kế bên phù hộ cho họ, và có Phật phù hộ, có độ trì cho họ như vậy. Thì con nghĩ như thế này, con nghĩ là thầy, con có một cái sản phẩm này rất là hay là những cái lược. Thì thầy mà viết cái thư pháp lên trên cái lược đó, thầy viết là lược hướng thiện,
Mà khi người ta nhìn vô cái lược đó và người ta nhìn thấy cái thư pháp của thầy á, thì người ta mỗi lần người ta chải đầu á, người ta chải tóc khi mà trước khi người ta đi làm, khi người ta chải tóc sau khi người ta về, hoặc người ta chải tóc trước khi người ta ta đốt nhang để mà lễ Phật, thì người ta hướng cái tâm thiện của mình, người ta làm, người ta cảm giác là mình là người thiện tâm. Mà mình đi đâu ra ngoài đường mình chải cái đầu mình thấy mình cho nó đàng hoàng, thì mình đi ra ngoài đường họ cũng thấy cái tích đức. Thầy có thể viết là lược tích thiện hoặc là lược tích phúc, thì thầy viết những cái chữ đó con nghĩ là nó sẽ giúp cho những cái người Phật tử, những cái người mà đi lên đây lễ Phật, họ có cái món quà họ đem về và họ sẽ chăm đi lễ Phật hơn, và họ, cái tấm lòng của họ hướng về Phật nó nhiều hơn. Và khi cái đó giống như một cái món quà của họ, họ thấy họ giống như mà họ rước được một cái ông Phật về nhà với họ, họ cảm giác là trong nhà họ ấm ấm cúng hơn, trong nhà họ được bao bọc, được bao che chở bởi một Đức Phật. Đó, con nghĩ ý này rất là hay. Sư phụ có nghĩ như vậy không? Cái ông chủ trì nói, ồ, ta thấy cái này cũng hay nha. Rồi, bây giờ anh có bao nhiêu cây lược? Thì anh này nói hiện tại con có gần 1.000 cây lược ở đây nè. Sư phụ có thể viết từ từ, viết từng cái đi, con ngồi đi, con lấy ra cho sư phụ viết. Rồi, cái sư phụ này hỏi, vậy cái lược đó có mắc không? Cái anh này nói, thì 1 đồng 1 cây sư phụ. Cái ông sư phụ này nói, vậy thôi ta lấy hết để ta viết cái này, để ta tặng cho những cái người Phật tử đó. Và ta tặng cho những cái người mà Phật tử mà lâu năm ở đây, người ta đi vô đây người ta làm việc, người ta cúng dường rất là nhiều, mà nhiều khi làm công quả người ta cũng không có cái gì mà để tặng cho người ta hết, thì ta tặng cho những người đó trước, rồi sau đó thì ta sẽ đem ta đi tặng cho những cái người mà lên đây để mà lễ Phật. Thì cái anh này ảnh mới đem ra, ảnh ngồi ảnh cho sư phụ viết, rồi xong anh này đóng dấu của thầy vô trong cái cán của cái lược đó các bạn, làm hết cái đó. Rồi sau này ông sư phụ ông nói, nếu mà ta cần thêm rồi sao? Thì anh này anh nói là nếu mà thầy cần thầy cứ gọi cho con sẽ mang thêm lên nữa. Rồi đó các bạn, cái câu chuyện này. Rồi anh này cuối cùng thì anh đi về với lại ông giám đốc. Ông tèn ten hát líu lo, hít sáo, vừa đi vừa hít, nhảy chân sáo đi về tới công ty. Ông giám đốc hỏi, ủa lượt đâu hết rồi? Cái anh này anh nói là bán hết rồi giám đốc. Thôi, trời, thiệt luôn hả? Vậy tiền đâu? Nói đây nè tiền này. Cái ông này, anh này anh tự tin, anh nói anh yên tâm đi, sắp tới Tết Đoan Ngọ rồi thì chuẩn bị order đem về đi, đảm bảo với anh luôn bán được vài ngàn cái luôn. Thì đúng như rằng là tới ngày đó, trước đó khoảng 1 tuần thầy gọi cho anh này bán, gọi thêm bán thêm 10.000 đơn hàng nữa, và tới Tết âm lịch đó các bạn bán thêm. Và những cái ngày lễ mà lễ ngày 15 hoặc là ngày rằm á, thì bán được cũng khá là nhiều, và đặc biệt là tới cái Tết mà âm lịch của văn hóa Việt Nam và văn hóa Trung Quốc á, là bán được cả hơn cả 100.000 đơn hàng luôn á các bạn. Lược tích thiện, lược tích đức, lược từ tâm, đó những cái loại lược đó đó các bạn, có nhiều loại lược lắm. Mỗi loại lược là viết mỗi loại màu mực khác nhau, màu mực đen, rồi màu mực xanh và màu mực đỏ các bạn. Thì đó có rất là nhiều màu. Rồi sau đó phát triển lên thành những cái thương hiệu, không những lược không mà bán quạt nữa các bạn. Đó, qua câu chuyện này các bạn học được điều gì? Đó, cái điều này rất là quan trọng nè các bạn. Hôm sau mình sẽ kể cho các bạn nghe bán giày cho người châu Phi như thế nào. Thì cái này là cái câu chuyện kể về một cái câu chuyện là bán lược cho cái người mà không có tóc. Họ không có nhu cầu thì bạn hãy tạo ra nhu cầu cho người ta mua. Và muốn tạo ra một cái nhu cầu, bạn cần phải có tính sáng tạo. Và muốn có được tính sáng tạo thì bạn phải có tinh thần sáng tạo. Bạn muốn sáng tạo ra cái gì đó thì bạn phải là một người phải sáng tạo. Bạn là phải cái người tinh tế, đi nhiều, học nhiều, phải hiểu được những cái đó thì bạn mới sáng tạo được. Chứ bạn cứ ngồi ở nhà không thì bạn sáng tạo cái gì? Bạn không biết ngoài kia người ta làm sao bạn sáng tạo được. Bạn phải sáng tạo trong mô hình kinh doanh, sáng tạo trong cái mô hình khởi nghiệp, và sáng tạo trong cái cách tiếp cận với cái khách hàng. Bạn thấy trong cái anh chàng thứ ba trong câu chuyện này rất là sáng tạo, khi mà anh kết hợp được cái sự giỏi của cái ông thầy trụ trì này. Khi mà bạn phát hiện ra cái người nào đó giỏi thì bạn hãy lấy những cái giỏi của người ta cộng với những cái mà bạn có, bạn phải tạo ra cộng 2-3 cái đó lại trở thành một cái sản phẩm đặc biệt của bạn. Bạn thấy đôi giày BTS không?
cái đôi giày mà thường thường Misfit nó bán đôi giày cao lắm là 100 ngàn, mấy chục ngàn cũng có, 100 ngàn, 200 ngàn, 300 ngàn, cao lắm là 500 ngàn là hết đứt hết mức. Sao bây giờ nó bán cái đôi giày tới 1,5 triệu mà vẫn có rất là nhiều người vô mua, tại sao vậy các bạn? Tại nó kết hợp với sơn tùng MTB, các bạn thấy không? Bây giờ bạn thử mà mua đôi giày đó coi nó giá bao nhiêu, nó rất là mắc. Lý do tại sao nó làm cũng rất là rẻ mà tại sao nó bán giá trên trời? Lý do là nó có thương hiệu, lý do nó kết hợp với người nổi tiếng đó các bạn. Hãy tạo ra cái nhu cầu cho khách hàng, khi khách hàng không có nhu cầu bạn hãy tạo ra nhu cầu, giống như là Steve Jobs đó các bạn. Khách hàng hồi xưa đâu có biết iPhone là cái gì đâu, ổng tự tạo ra cái nhu cầu, khách hàng không có nhu cầu đúng không, tạo ra nhu cầu để cho khách hàng, chỉ cho khách hàng cách sử dụng. Khách hàng có rất là nhiều tiền các bạn, giống như ông thầy trong cái câu chuyện này, ông thầy trụ trì. Bạn đừng có nghĩ những cái ông thầy trụ trì là không có tiền các bạn, tiền người ta cúng dường rất là nhiều, cúng dường rất là nhiều các bạn. Cái nhu cầu ở đây là nghĩa là bạn hãy tạo ra cho họ có một cái sản phẩm gì đó để họ để lại cho cuộc đời, hoặc là những cái sản phẩm nào của bạn kết hợp với cái kỹ năng của người ta, kết hợp với cái sự giỏi của người ta để tạo ra một cái nhu cầu, tạo ra một cái sản phẩm mà có lợi cho cộng đồng, giúp cho cộng đồng sống một cách tích thiện, một cách thiện tâm, một cách thiện mỹ, một cách để cho họ sống tốt hơn mỗi ngày các bạn. Tâm, thiện, mỹ, ba cái đó. Vừa phải có tâm lành, vừa có tâm lòng từ thiện, và vừa có mỹ thuật nữa các bạn. Mỹ thuật làm cho người ta có trong cái món quà đó, nó có gì đó nó đẹp trong đó. Những cái bức tư pháp rất là đẹp, những cái bức ký họa rất là đẹp đó các bạn. Các bạn hãy đặt cái lòng của các bạn, cái tâm của các bạn vào cái sản phẩm đó. Sức sáng tạo của người Việt Nam mình rất là yếu, bởi vậy mình nói thua cả Campuchia nữa. Campuchia nó còn có Angkor Wat, Việt Nam mình không có cái công trình nào để lại cho đời hết á, mà Campuchia nó lại có. Mày thử nghĩ đi. Và những cái công trình của Việt Nam, những công trình mà giống như những cái building rồi này nọ, các bạn đi qua Singapore bạn coi, coi như Việt Nam thua xa, thua mà gọi là thua mấy chục năm còn kịp, chưa kịp chạy nữa. Những cái công trình nào đẹp của Việt Nam là toàn những cái ông nước ngoài về xây không à. Rất là buồn khi Việt Nam mình chưa có những ông kỹ sư nào mà giỏi. Những cái ông giỏi là toàn là trước đây không à, chứ bây giờ không có. Bây giờ như là bị chảy máu chất xám hết rồi, những cái nhân tài nó đi đâu hết rồi, nó không ở lại đây. Thì mình mong á, các bạn hãy rút ra cho mình bài học. Khi mà xã hội chưa có nhu cầu, bạn hãy tạo ra nhu cầu cho xã hội. Khi mà cộng đồng chưa có nhu cầu thì bạn hãy tạo ra ra nhu cầu cho cộng đồng, thì cộng đồng sẽ sử dụng cái sản phẩm của bạn thôi. Cái vấn đề ở đây á, khi bạn thấy được cái sản phẩm của mình tốt, cái lượt đó tốt rồi, bạn hãy kết hợp nó với lại cái điều, cái giỏi của người khác, cái hay của người khác, cái tuyệt vời của người khác, cái mà người khác, cái những người khác không có, đó là cái thư pháp, cái nét họa, cái phượng múa rồng bay của ông thầy trụ trì viết vô trong cái lượt tích thiện đó, thì sẽ giúp cái lượt đó giá trị nó 1 đồng thôi, nó giá trị có 1 đồng. Khi mà có cái nét thư pháp đó vô có thể bán được 1,000 đồng đó các bạn. Đó các bạn, giá trị nó nằm ở chỗ đó đó. Giá trị là ở nằm ở tính sáng tạo. Bạn có dám đặt cái sự sáng tạo của bạn vào cái đó để tạo ra một cái sản phẩm đột phá hay không? Bạn có dám làm nó cái đôi giày giá trị là có 100 ngàn à, và bạn dám bán nó với giá là 1,500,000 không? Đó là câu trả lời của các bạn. Các bạn còn có những cái tính, cái sự sáng tạo nào hay, bạn hãy comment bên dưới cho mình nha. Mình coi coi cái sự sáng tạo của bạn như thế nào. Bạn hãy comment thật lòng đi. Bạn có cái gì đó hay, bạn có gì sáng tạo, bạn hãy chia sẻ cho mình. Mình sẽ đọc hết tất cả comment của bạn. Mình chào và hẹn gặp lại các bạn video sau nha. Chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Mình là Michael.